Chào các em, ờ, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục 3 phút học tiếng Anh. Thầy là Nguyên. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những nội dung khá là thú vị và chúng ta dùng sai rất nhiều khi mà chúng ta sử dụng tiếng Anh. Và thầy tin rằng là sau khi chúng ta học xong video này thì các em sẽ có rất nhiều kiến thức mới và chúng ta nhớ hãy tránh lặp những thói quen và những cái lỗi sai này khi chúng ta dùng tiếng Anh nhé. Ờ, và đó là cái gì? Đó là các từ có nghĩa là với trong tiếng Việt mà chúng ta bị dùng sai à, Thầy thấy rằng khi các em nói tiếng Việt mà các em thấy bất cứ chỗ nào có từ với Là chúng ta dịch ngay thành từ gì không? with đúng không? Tuy nhiên thì các em nhớ rằng từ with không phải lúc nào nó cũng đúng và không phải lúc nào chúng ta có thể dùng nó với nghĩa là với. Thầy lấy ví dụ, các em có thể nói rằng là tôi nói chuyện với anh ta I talk with him thì chính xác. Tôi chia sẻ thông tin, chia sẻ câu chuyện với anh ta I share the information with him thì chính xác. Nhưng có rất nhiều từ mà chúng ta nghĩ hiểu là với nhưng chúng ta lại không được dùng từ with. Vậy đó là những từ vựng nào thì các em hãy xem cho thầy những cái cụm từ dưới đây mà chúng ta sẽ không dùng không dùng với with nhé cụm từ đầu tiên của chúng ta đó là Quan trọng với uh, Thầy thấy rất nhiều bạn bảo là uh, It is very important with me Nó rất là quan trọng với tôi No, chúng ta đừng dùng như vậy Mà chúng ta phải dùng là Important to Vậy sẽ là It's very important to me It's very important to her It's very important to our class Chứ không dùng it for, It's very important with kèm nữa nhá Như vậy từ đầu tiên đó là Important to Important to Number 2 đó là từ khác với, uh, anh ta rất là khác biệt với tất cả mọi người Đó là he is very different with, như vậy là không chính xác đâu Mà phải chúng ta dùng từ là different from Vậy sẽ là uh, she is very different from everyone in our class Ok, you are very different from me It is very di different from what I know nó rất là khác biệt với những gì tôi đã biết như vậy không được dùng different with nhá ok như vậy chúng ta sẽ có hai cụm từ rồi đó là important to và different from uh, số 3 đó là gì đây đó chính là kết hôn với rất nhiều bạn mà she's married she's get married with không phải chúng ta sẽ không được dùng như vậy hay là anh ấy kết hôn mà là she marry he marries with như vậy là không chính xác Vậy cái từ Mary này chúng ta dùng như thế nào? Có hai cách dùng Cách dùng thứ nhất là chúng ta dùng với nghĩa là marry cộng trực tiếp với somebody ở đó Marry somebody I marry a girl Cách thứ hai là get married to Không dùng with nhé I get married to a girl Ok, và kem tuyệt đối không được sử dụng là I marry with mà phải là marry to Thầy lấy ví dụ um, I want to get married To a girl, I want to get married to a beautiful girl. Okay, I want to get married to a nice guy. Okay, She's married with two children. Chúng ta không dịch là cô ấy kết hôn với hai đứa trẻ Mà chúng ta sẽ dịch là cô ấy là một người phụ nữ đã kết hôn và đã có hai con Như vậy she's married, married with two children Có nghĩa là cô ấy đã kết hôn và đã có hai người con rồi Như vậy là ba từ chúng ta học đó là từ important to, different from Và thứ ba là từ đó là gì nhỉ? Married hoặc là get married to somebody Và từ cuối cùng của hôm nay của chúng ta đó là gì? À, với thầy thì nó rất quan trọng rất nhiều bạn bảo là with me is it very important. No, chúng ta không dùng từ đó. Vì từ với đây là đối với chúng tôi và đối với thì chúng ta không dùng từ with, vì từ with mang nghĩa là cùng với. Vậy với tôi thì dùng là gì nhỉ? Đó là từ to me hoặc là for me. Uh, for me, it is very important. For me, you are so beautiful. For me, she is the most beautiful girl on earth. Ok. Như vậy hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về những cái nội dung rất quan trọng và chúng ta hay dùng sai. Các em hãy tránh lập sai và tránh dùng sai bốn từ, bốn cụm từ mà chúng ta vừa học nhé. OK, để không bỏ lỡ bất cứ video nào trong series 3 phút học tiếng Anh này thì các em vui lòng uh, subscribe kênh fanpage của Học mãi trên Vn và chúng ta cũng đừng bỏ lỡ kênh YouTube để chúng ta uh, tránh mất bất cứ một bài học nào trong series 3 phút học tiếng Anh của thầy nhé. OK, hẹn gặp lại các em vào các series sau.